Tiếp theo chúng ta đến bài toán sau đây. Bài toán này có hai phần. Thì phần A nó cung cấp cho chúng ta một công thức để chúng ta giải quyết cho phần B. Đó là chúng ta đi chứng minh cái đẳng thức này. Và sau khi chứng minh được đẳng thức ở phần A, chúng ta vận dụng xuống để làm cho cái phần tìm K thỏa mãn cái đẳng thức bên dưới này. Đối với phần A, ở đây là bài toán chứng minh đẳng thức. Em có thể biến đổi vế bên trái cho nó thành vế bên phải, hoặc là biến đổi vế phải thành vế trái đều được hết. Ở trong bài này, nếu như em biến đổi vế bên phải thành vế bên trái thì nó dễ hơn là vế bên trái thành vế bên phải. Bây giờ thầy sẽ làm theo cái cách là biến đổi vế phải thành vế trái. Ta có 1 phần A cộng với 1 phần B trừ đi 1 phần A cộng B. Tất cả bình phương. Ở phần này thì em sẽ áp dụng hàng đẳng thức bình phương của một hiệu, đó là x trừ y tất cả bình phương bằng x bình trừ 2xy cộng y bình. Và em coi cái tổng đầu tiên này là x, còn cái phần thức phía sau là y. Như vậy vận dụng vào đây em sẽ có là 1 phần A cộng 1 phần B bình phương trừ đi 2 nhân đến 1 phần A cộng 1 phần B, đóng vào ngoặc vào, nhân đến 1 phần A cộng B cộng với 1 phần A cộng B, đóng mở ngoặc, tất cả bình phương. Rồi ở đây chúng ta khai triển ra, chúng ta có 1 phần A bình phương cộng với 1 phần B bình phương cộng với 1 phần 2AB. Ở chỗ này không phải 1 phần 2AB mà là 2 phần AB. Thầy ghi nhầm đây, 2 phần AB. Trừ đi. Ở đây em quy đồng lên, chúng ta có là A cộng B phần AB. Cái biểu thức cuối này em viết thành 1 phần A cộng B tất cả bình phương. Giờ em tính toán. Chỗ này là 2 phần AB em để nguyên này. Còn ở đây thì em rút gọn đi, AB, A cộng B trên tử với dưới mẫu rút gọn đi chỗ này nhé. Như vậy ở đây còn là 2 phần AB. Rồi đến đây thì hai cái biểu thức này ở giữa này này trừ nhau bằng 0 rồi. Như vậy còn lại là 1 phần A bình cộng 1 phần B bình cộng 1 phần A cộng B tất cả bình phương. Rồi và đây chính là vế bên trái của đẳng thức cần chứng minh. Ở đây chính là điều phải chứng minh. Ở cái phần A này, nếu như giả sử chúng ta biến đổi vế bên trái cho thành vế phải thì chúng ta làm thế nào? Bây giờ em tham khảo thêm nhé. Nếu như mà chúng ta biến đổi vế trái thành vế phải thì em sẽ ghi xuất phát điểm, ghi vế trái trong đây. Ta có 1 phần A bình phương cộng 1 phần B bình phương cộng với 1 phần A cộng B tất cả bình phương sẽ bằng. Cái chỗ này chúng ta vận dụng công thức là x bình cộng y bình bằng x cộng y tất cả bình phương trừ đi 2xy. Rồi vận dụng vào đây thì em sẽ được chỗ này là 1 phần A cộng 1 phần B tất cả bình phương trừ đi 2 phần AB. Cái biểu thức cuối cùng chúng ta chép xuống. Biểu thức đầu và cuối chúng ta chép lại. Còn biểu thức ở giữa này chúng ta sẽ tiến hành thêm bớt như thế này. Chỗ này là 2 phần AB, thầy sẽ tách ra thành
Chỗ này là A cộng B phần AB rồi lại nhân với 1 phần A cộng B. Thì nó vẫn như vậy, nhưng mà thêm bớt vào, có nghĩa là nhân với A cộng B và chia cho A cộng B, nhân cả tử mẫu với A cộng B. Rồi bây giờ tách chỗ này ra, A cộng B phần AB, em tách nó ra thành A phần AB này cộng với B phần AB. Để rút gọn thì chỗ này là 1 phần A, lại còn 1 phần B. Thực ra đây là 1 phần B nhé, 1 phần B này, đây 1 phần A này. Ta viết ra thành 1 phần A cộng 1 phần B cũng được. Rồi chỗ này là em ghi ở đây 2 nhân với 1 phần A cộng 1 phần B. Rồi cái chỗ sau ta để nguyên. Rồi đến đây thì em thấy là chính là hàm đẳng thức đây. Đây chính là hàm đẳng thức x bình phương này trừ đi 2 nhân x nhân y cộng với y bình phương bằng x trừ y tất cả bình phương. Ở trong đó x đóng vai trò là 1 phần a cộng 1 phần b. Đây là x. Trừ đi y, y đóng vai trò là 1 phần ab, 1 phần a cộng b, đây tất cả bình phương. Rồi và đây chính là vế phải, điều phải chứng minh. Như vậy em nhận thấy là nếu như chúng ta biến đổi vế bên trái thành vế bên phải thì cái chỗ này em phải nghĩ được ra cái cách chúng ta thêm bớt nhân cả tử và mẫu với a cộng b. Thế còn nếu biến đổi từ vế bên phải thành vế trái thì em thấy nó dễ hơn, quy trình chúng ta làm nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kết quả của cái phần a này. Đây, coi như chúng ta có một cái công thức để chúng ta làm cho cái phần B này. Thì em thấy là những cái biểu thức ở bên trong cái dấu căn này nó đều có cái dạng như vế trái của cái đẳng thức cần chứng minh này. Rồi bây giờ em nhìn thấy này, phần B ta có. Thầy sẽ đi xét cái số hạng tổng quát của nó, tức là xét cái số hạng cuối cùng đây này. Đây này, 1 cộng với 1 phần K bình cộng với 1 phần K cộng 1 tất cả bình, cái căn này. Xét cái biểu thức tổng quát này nhé. Căn bậc 2 của 1 phần K bình phương cộng với 1 phần K cộng 1 tất cả bình phương. Thì để nó thể hiện giống như cái công thức ở cái phần A chúng ta làm này, 1 phần A bình cộng 1 phần B bình cộng 1 phần A cộng B tất cả bình phương. Thì đây thầy viết như sau. Cái số 1 thì viết thành 1 phần 1 bình phương. Rồi như vậy áp dụng kết quả của phần A thì ở đây chúng ta coi đây số 1 đây là A này, số K đây là B. Áp dụng kết quả phần A vào thì chỗ này em sẽ có được nó bằng 1 phần 1 cộng 1 phần K trừ đi 1 phần K cộng 1 đóng mở ngoặc tất cả bình phương. Thực ra cái dấu ngoặc này không cần thiết, dấu ngoặc này em có thể bỏ đi này, dấu ngoặc này. Tiếp theo lên đây đưa ra ngoài dấu căn sẽ bằng giá trị tuyệt đối 1 phần 1 cộng với 1 phần K trừ đi 1 phần K cộng 1. Em thấy là cái biểu thức ở bên trong cái dấu giá trị tuyệt đối này là một số dương, nên cái này bằng chính nó.
Chúng ta giải thích lý do như thế này. Thế em thấy là 1 phần k lớn hơn 1 phần k cộng 1. Bởi vì k là các số nguyên dương. Thì hai cái phân số mà cùng tử số đều là số 1. Mẫu của phân số nào mà nhỏ hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Như vậy là k này, nó nhỏ hơn k cộng 1, cho nên là 1 phần k sẽ lớn hơn 1 phần k cộng 1. Sau đó lại cộng thêm một cái số, đây là số 1 nữa. Rồi như vậy chắc chắn là chúng ta thấy ở đây này, 1 phần k trừ đi 1 phần k cộng 1 lớn 0. Cộng thêm số 1 vào nữa. Thì chắc chắn lớn hơn 0. Mà không những thế, nó còn lớn hơn bằng 1 cơ. Lớn hơn 1 luôn đấy. Rồi. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã thực hiện với cái số hạng tổng quát của cái vế bên tay trái này, thì từ đây áp dụng vào chúng ta sẽ có. Vậy bây giờ em sẽ có cái căn đầu tiên, 1 cộng với 1 phần 1 bình phương cộng với 1 phần 2 bình phương. Sẽ bằng 1 này cộng với 1 phần 1 trừ đi 1 phần 2. Rồi cái căn thứ hai, 1 cộng với 1 phần 2 bình phương cộng với 1 phần 3 bình phương. Cái căn này nó sẽ bằng 1 phần 1 cộng với 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3. Ở đây thể hiện cho nó đúng như công thức. Chỗ này để viết lại 1 phần 1 nhé. Cho đúng như công thức. Rồi cái căn thứ 3 đây, chúng ta viết xuống dưới đây. Căn bậc 2 của 1 cộng với 1 phần 3 bình phương cộng với 1 phần 4 bình phương sẽ bằng 1 phần 1 cộng với 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4. Rồi bây giờ em thay vào cái dữ kiện đề bài cho này. Vậy em sẽ ghi là theo đề bài ta có, hoặc em chép nguyên cái này xuống thì mất thời gian. Vậy em chép nguyên cái này xuống. Ta ghi ta có này. Thì cái chỗ này nó là 1 phần 1 cộng với 1 phần 1 trừ đi 1 phần 2 cộng với 1 phần 1 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng với 1 phần 1 cộng với 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4. Rồi và cứ cộng như thế. Ở đây đến là 1 phần 1 này cộng 1 phần k trừ đi 1 phần k cộng 1. Ở bên vế phải chúng ta sẽ tách nó ra như thế này. 2009 bình phương phần 2009 trừ đi 1 phần 2009. Bây giờ em sẽ nghiên cứu cái quy luật của nó ở bên cái vế trái này. Thì bên vế trái thì em để ý đây nhé. Cái số này là số 1. Đây, 1 phần 1 bằng 1. Ta để nguyên. Còn bắt đầu tính từ đây này. Đây là số 1 thứ nhất, số 1 thứ hai, số 1 thứ ba. Và đây là số 1 thứ k. Có nghĩa là có bao nhiêu số 1? Có nghĩa là có k số 1. Rồi như vậy chúng ta lấy là có k số 1, 1 nhân k. Bây giờ em nhận thấy này. Ở đây âm 1 phần 2 cộng 1 phần 2 bằng 0. Rồi là âm 1 phần 3 cộng 1 phần 3 bằng 0.
Và tương tự như vậy ở cái đoạn 3 chấm này thì âm 1 phần 4 sẽ có cái chỗ là cộng 1 phần 4 bằng 0. Đấy. Và cứ như thế cuối cùng thì tất cả những cái số hạng ở giữa này đều là các cặp số đối nhau bằng 0 hết. Như vậy còn lại cái số cuối cùng này là trừ đi 1 phần k cộng 1. Đây, trừ đi 1 phần k cộng 1 cái số này không rút gọn được. Rồi bằng vế bên phải chúng ta ghi xuống này. Đây 2009 bình phương phần 2009. Gọn đi bằng 2009 trừ đi 1 phần 2009. Bây giờ chúng ta đi giải phương trình này với ẩn là k. Ở đây là 1 cộng với k. Em chuyển vế sang ở đây là trừ 2009. Trừ đi 1 phần k cộng 1 cộng với 1 phần 2009 bằng 0. Đây chúng ta có k trừ đi 2008. Đây cái chỗ này rút gọn đi này. Đây em đặt dấu ngoặc ra bên ngoài. 1 phần k cộng 1 trừ đi 1 phần 2009 bằng 0. Ở trong số ngoặc này em tính em quy đồng lên. Chỗ này là 2009 trừ đi k trừ đi 1 phần 2009 nhân với k. Ở đây thì em thấy đây là trừ k này cộng với 2008. Cái này chỗ này nhé, thầy nháp chút cho đây là trừ k này cộng với 2008. Đằng trước có dấu trừ đó, vậy em biết đây là cộng này. K trừ 2008 phần k nhân với 2009. Rồi bây giờ chúng ta nhóm nhân tử chung. K trừ 2008 là nhân tử chung. Bên trong ngoặc đây còn 1 cộng với 1 phần k nhân 2009 bằng 0. Thì ở đây chúng ta gặp một cái phương trình đây, phương trình tích. Em để ý đề bài người ta cho như thế này. K là số nguyên dương. Rồi. Chính vì K là số nguyên dương cho nên cái dấu ngoặc này lớn hơn 0 rồi. Vậy thì chỉ xảy ra khi K trừ 2008 bằng 0 thôi. Rồi từ đây em sẽ có được K trừ 2008 bằng 0. K bằng 2008. Em giải thích lý do vì 1 cộng với 1 phần K nhân 2009 lớn 0 do K nguyên dương. Rồi giá trị này thỏa mãn điều kiện. Rồi chúng ta kết luận. Vậy giá trị K cần tìm là bằng 2008.